Rafael Varane chỉ ra giá trị Casemiro sẽ mang đến cho MU. Rafael Varane rất vui khi tái ngộ Casemiro tại Old Trafford. Trung vệ người Pháp chỉ ra giá trị ngôi sao Brazil có thể mang lại cho MU. Casemiro được giới thiệu với khán giả sân Old Trafford ngay trước trận derby nước Anh, MU đấu Liverpool. Và đó là một đêm hoàn hảo khi lần đầu sau hơn 4 năm, kể từ tháng 3 năm 2018, Quỷ Đỏ mới thắng được kình địch Liverpool ở Premier League. Càng giá trị hơn khi hai vòng đấu trước đó, MU thua sấp mặt. Rafael Varane đã cùng Casemiro chia sẻ 4 chiếc cúp Champions League tại Real Madrid. Trước khi trung vệ 29 tuổi gia nhập Old Trafford vào năm ngoái và giờ đồng đội cũ thực hiện bước thử thách tương tự. Tôi biết quá rõ các phẩm chất của Casemiro. Anh ấy có thể mang lại sự cân bằng cho MU cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Casemiro là một chiến binh, vì vậy tôi nghĩ anh ấy sẽ rất thích Premier League. Varane không xác nhận liệu anh có liên hệ với đồng đội cũ để rủ rê đến MU hay không. Tuy nhiên anh khẳng định một người như Casemiro thì không cần thuyết phục nhiều trong bất kỳ trường hợp nào. Tôi nghĩ Casemiro không cần tôi giúp để đưa ra lựa chọn. Tôi biết chính xác anh ấy cảm thấy thế nào và vì sao chọn đến MU sau những năm tháng đã sống ở Madrid. Casemiro cần một thử thách mới, tương tự như tôi đã trải qua vào năm ngoái. Và tôi chúc cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất. Tại trận đấu MU thắng 2-1 Liverpool, Erik ten Hag loại, đội trưởng Harry Maguire và Rafael Varane đá chính cạnh Lisandro Martinez nhận được nhiều khen ngợi vì sự kết hợp tuyệt vời giữa họ. Người hâm mộ Quỷ Đỏ sau đó hào hứng kết luận, Erik ten Hag đã tìm được vị trí thích hợp nhất cho Harry Maguire chính là ngôi dự bị.